Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, dưới đây là những con giáp có tài lộc vây quanh, không cần phải lo lắng về cái vấn đề tài chính trong cái thời gian tới đây. Vậy thì đấy là những con giáp nào mà vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy? Và bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Con giáp thứ nhất đấy là con giáp Tuổi Dần. Tử vi tuần mới dự báo là Tuổi Dần sẽ có được cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ tăng gấp. Nhờ thế mà cái túi tiền cũng rủng rỉnh hơn so với nhiều người khác. Cái khoảng thời gian đầu tuần thì con giáp này nên tập trung để làm tốt công việc chính của mình. Có như thế mới không mất thời gian kiếm tiền sau này. Cũng tạo tiền đề tốt để có cái thu nhập chính ổn định, vững vàng, bán mệnh. Nếu biết nắm giữ cơ hội kiếm tiền nhanh thì chẳng lo không có tiền tiêu sau tuần cách ly xã hội này. Những chú hổ vốn nhiều tham vọng, thế nhưng cần phải biết bố trí thời gian, sức lực hợp lý để sẵn sàng bất cứ khi nào cần. Thứ hai đấy là người Tuổi Dậu. Bạn thực sự là con giáp may mắn bởi giữa cái lúc dịch bệnh khó khăn thì vẫn tìm được cái cơ hội để thể hiện mình. Thậm chí còn gặp được những người biết trân trọng tài năng của bản thân, tạo thêm được cái cơ hội cho bạn thăng tiến nữa. Bạn mạnh mẽ và quyết đoán, hễ thấy có thời cơ là lập tức chớp lấy, không để sự chần chừ do dự khiến mình phải hối hận về sau. Có người nói bạn đang quá vội vàng, nhưng thực sự là bạn hiểu rõ những cái khó khăn mình đang phải đối mặt trong cái thời điểm này. Chỉ có cố gắng gấp đôi, gấp ba so với bình thường thì mới mong bám trụ được. Cuộc ganh đua, cạnh tranh trong công việc trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chỉ có dốc hết sức mình, thể hiện mọi cái năng lực tiềm ẩn, tự mình tỏa sáng và gây ấn tượng cho cấp trên mới có thể giúp bạn giữ được cái công việc của mình trong tháng tư này. Và thứ ba đấy là tuổi Tuất. Tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn tuần này khi mà cả cái chuyện tình cảm và công việc đều được suôn sẻ hanh thông. Con giáp này đón nhiều tin vui, hạnh phúc khi mà người ấy mang đến cho bạn nhiều cái sự bất ngờ vui vẻ, dù có quá nhiều khó khăn cản trở. Biết hâm nóng tình cảm giữa hai người lúc nào cũng nồng nàn yêu thương như thuở ban đầu. Và với những bạn còn độc thân thì đây là cái khoảng thời gian khá tốt để bạn bắt đầu tìm hiểu, làm quen để bước vào một cái mối quan hệ mới. Đừng ngại ngần về những cái khó khăn mình có thể gặp phải giữa cái thời điểm cách ly xã hội này. Bởi biết đâu khó khăn sẽ giúp bạn nhìn rõ lòng người. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp có tài lộc bủa vây, không cần phải lo lắng về cái vấn đề tài chính sau cái thời kỳ cách ly này. Được thần tài soi chiếu và kiếm được tiền một cách cực kỳ thần tốc. Và như vậy là qua cái nội dung của chúng tôi ngày hôm nay thì quý anh chị cũng đã thấy được rằng ai là những người mà kiếm được cực kỳ nhiều tiền trong cái thời gian sắp tới đây. Và liệu chúng ta cũng biết được rằng là chúng ta có nằm trong số này hay không. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Và nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì các anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào cái tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông báo mới khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.